Loạt hình hẹn hò chất lượng của Milodic, danh tính bạn gái gây bất ngờ. Cộng đồng mạng đã soi ra được loạt hình hẹn hò của rapper Milodic và bạn gái hiện tại. Trong tập 12 Giáp Việt mùa 3 vừa qua, Milodic, Trần Mai Việt, sinh năm 2002, là thí sinh giành được tấm vé vào vòng chung kết. Nam rapper trẻ ghi điểm với phần trình diễn khúc ca vàng đầy hào hùng, nhận mình là một người lính Việt Nam đang rap, khiến khán giả nổi da gà và dành nhiều lời khen ngợi. Không chỉ được quan tâm trên sân khấu, cuộc sống đời thường của Milodic cũng được nhiều người chú ý, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mới đây, netizen đã soi ra loạt hình nam rapper hiện đã là hoa có chủ. Mặc dù không mấy khi đứng chung khung hình, nhưng việc cả hai check-in cùng một địa điểm, đăng tải khéo léo về nửa kia cũng được dân tình nhận ra. Được biết, bạn gái hiện tại của Milodic hơn anh chàng 1 tuổi, cô nàng cũng chính là stylist cho các thí sinh tại chương trình Giáp Việt mùa 3. Do vậy, netizen đồn đoán cặp đôi đã gặp gỡ và quen nhau trong quá trình Milodic tham gia cuộc thi. Mặc dù không quá công khai về chuyện tình cảm, song cặp đôi cũng không giấu giếm, vẫn thường úp mở khi có người bình luận về nửa kia. Thậm chí, người hâm mộ còn thỉnh thoảng bắt gặp Milodic tương tác với bài đăng của bạn gái. Và những người thân xung quanh của cặp đôi đều biết về mối quan hệ này. Nhiều người nhận xét Milodic và bạn gái rất đẹp đôi, đều có diện mạo cá tính, cool ngầu. Ngoài ra, cả hai cũng có nhiều sở thích tương đồng và cùng làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Do vậy, người hâm mộ chỉ đang đếm ngược đến ngày cặp đôi chính thức công khai tình cảm.